Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Step Into the Mainstream, dòng chính với Tyler Diệp. Chương trình này được sự bảo trợ bởi The Garden Casino. Ở nơi nào gần nhất để quý vị có thể tìm được sự may mắn và một niềm vui? Đó là sông bài Garden Casino, là nơi lý tưởng để quý vị tìm được những giây phút vui chơi thoải mái. The Garden Casino có phòng poker rộng lớn và đủ các loại bài như No Limit Hold'em, Hot Limit Omaha. Có bài xì dách như Las Vegas Easy Baccarat với vòng rồng số 7. Ngoài ra còn đồ ăn ngon miệng service bởi các tiếp viên xinh đẹp. Có bài Three Card Poker, Five Gao Poker, bài chào và bài sập sám. Tất cả những game mà các bạn yêu thích. Chỉ có 15 phút lái xe từ Phước Lộc Thọ tới sòng bài. The Garden Casino, vui nhất, may nhất, gần nhất. Hôm nay chúng tôi sẽ bàn về đề tài bạo hành trong gia đình. Và có mặt trong studio hôm nay, Tyler Diệp rất hân hạnh mời được luật sư Chris Phan, là phó biện lý của Orange County, và luật sư Nguyễn Quốc Lân, một luật sư biện hộ trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Trước hết thì xin hỏi luật sư Chris Phan, bạo hành gia đình là gì? Trước hết là xin chào Tyler, xin chào anh Lân và xin chào khán giả của đài Vietfix TV. Chris rất là hân hạnh được lâm hôm nay là cái show đầu tiên của Tyler. So bữa nay cái topic là mình nói là về cái domestic violence của trong gia đình. Đó là một cái topic mà rất là quan trọng trong cái ngành luật mà Chris xử. Tại vì mỗi ngày mà Chris ra tòa đó, Chris thường thấy đó là cái domestic violence đó, dù chỉ không phải là từ một người vợ hay những người chồng, nhưng mà nếu mà có một cái relationship, thí dụ mà bạn gái, bạn trai, thì là một cũng đó là cũng là cái consider là cái domestic violence. Thành ra trước khi mà mình go to details đó, thì Chris chỉ muốn nói là sơ qua đó là cái domestic violence là rất là quan trọng với ông biện lý của quận Cam. Thành ra nếu mà ai mà phạm cái tội đó thì là phó biện lý luôn luôn sẽ được ra cái lệnh là mình phải prosecute, mình phải xử to the maximum extent of the law. Nghĩa đó là nếu mà cái luật pháp nó cho phép mình xử đó, mình phải xử. Thưa luật sư Lân, nếu bạo hành mà không gây thương tích cho, ví dụ như là cho thân chủ của luật sư Lân, thì như vậy luật sư Lân sẽ biện hộ như thế nào? Bom, bạo hành không có hẳn là phải gây thương tích, nghĩa là phải đổ máu, phải gãy tay. Bạo hành có thể là cạ nhau, đánh nhau, đụng chạm, như cái hăm dọa nhau, hăm dọa đánh mày chết, tao bắn vỡ đầu mày chẳng hạn. Bạo hành cũng gây ra nhiều cái tình trạng khác nhau nữa. Như anh Chris Phan vừa nói là bạo hành bất cứ cái quan hệ trong gia đình, không hẳn là vợ chồng không, mà nó có là bồ bịch, boyfriend, girlfriend với nhau, nó cũng khi quan hệ bố mẹ, you know, con cái, ông bà nội, ông bà ngoại, nó có nhiều cái quan hệ khác gia đình nữa, nó cũng là vấn đề bạo hành như vậy. Và bạo hành trong gia đình nó ảnh hưởng về vấn đề emotional injury hơn nữa, chứ không hẳn là thương tích không. Nhưng cứ nghĩ là bạo hành gia đình có nghĩa là phải đánh đập, phải là chạy chuột, nhiều lúc không có chạy chuột gì nhiều, nó vẫn có thể là thương tích, thành ra nó vẫn được coi là bạo hành trong gia đình. Thưa luật sư Chris Phan, nếu một người là nạn nhân của việc bạo hành trong gia đình, nếu mà họ bị coi như là tra tấn hay là bị một người khác dùng bạo lực đối với họ, thì họ nên làm những gì? Đầu tiên hết đó là người ta nên kêu cảnh sát. Nhưng mà Chris cũng phải xin nói trước đó là sau khi mà cảnh sát kêu tới nhà rồi đó, thì nếu mà cái người đó mà bị bắt hay là bị arrested đó, thì từ cái lúc đó đó, cái người mà bị hành hay là cái người mà bị victimized đó, thì cái quyền xử người ta hết còn nữa rồi. Nghĩa đó là nếu mà cảnh sát bước vô mà ta làm cái report đó, làm biên bản đó, biên bản đó mà đem tới cái văn phòng biện lý đó, thì cái đó là lúc đó là biện lý sẽ bước ra thế vô trong cái position của là người của Kelly, cái bằng the people đó, là sẽ đại diện để xử cái người có tội đó. Như theo luật sư nói là có là nếu mà một người đã báo cảnh sát, báo cáo là mình bị người phối ngẫu của mình hành hung, vì khi cảnh sát đã vô làm biên bản rồi, thì lúc đó mình có thay đổi quyết định là mình không muốn truy tố cái người đó nữa, thì mình cũng không còn cơ hội nữa, tại vì một khi đã khai báo rồi là chuyện đã lỡ rồi, thì lúc đó mình không còn cái quyền là truy tố hay không truy tố nữa. Vâng, cái đó là cái lầm lẫn của nhiều người. Họ nghĩ rằng họ gọi cảnh sát để mà dằn mặt người kia cho sợ, đừng có làm như vậy nữa. Một khi mà gọi cảnh sát rồi, cảnh sát mà tiến tới họ thẩm định là có ẩu đả, có đánh nhau rồi đó, thì là cái đó, cái trách nhiệm như Chris Phan nói đó, là cái trách nhiệm của tiểu bang cần phải truy tố những người này. Cho dù người kia bây giờ lại lột nó, đừng có truy tố, đừng có bắt chồng tôi đi tù nữa. Cái đó cũng nó ngoài cái thẩm quyền của cái người cảnh sát. Người cảnh sát những lúc họ không có cần phải nghe theo cái lời của nạn nhân như vậy. Và nên nhớ rằng như Chris Hang nói là vì đầu tiên nếu mà bị hành hung
thì cần phải bảo vệ, có nghĩa là cần phải gọi cảnh sát, cần phải ra khỏi chỗ đó ngay, cần phải đi đến chỗ nào để được bảo vệ hay cần phải làm cái gì đó được bảo vệ. Và tôi không có ý nói là đừng có rõ cảnh sát, là tôi không có ý nói như vậy. Tuy nhiên nên nhớ rằng một khi đã báo cảnh sát rồi thì là cái trách nhiệm của chính phủ, của tiểu bang họ cần phải lo. Và cái người báo đó bây giờ không phải là người truy tố nữa mà là chỉ là những witness thôi, đó là người nhân chứng để làm cái đó. Và khi tiểu bang cần phải ra làm nhân chứng, làm nhân chứng thì năm thực sự việc là cái người này báo xong sau đó trở thành ra tòa làm chứng đó, trong cái vai trò đó không phải là người truy tố. Người truy tố là tiểu bang, là là ngài biện lý ở đây, nhưng mà cái người nhân chứng để trở thành nhân chứng thôi chứ không phải là người truy tố trong trường hợp mình. Nếu một người đã hành hung cái người phối ngẫu của mình hay là một cái người bạn gì của mình đó, thì cái hình phạt của chính quyền là như thế nào? Họ sẽ bị chế, cái người đó sẽ bị chế tài như thế nào? Thì cũng tùy theo cái luật mà cái ta dùng. Thí dụ mà nếu mà dùng bằng súng ống hay là dùng cái gì mà làm cái injury nó mạnh hơn hay là nó nhiều hơn đó, thì là có thể là charge bằng cái felony. Mà nếu mà chỉ mà theo anh Lân nói hồi nãy, đẩy nhau hay là đánh nhau nhẹ nhẹ đó, một cái soul, cái soul đó là cái misdemeanor thôi. Thành ra cũng cái severity, cái chất mạnh mà dùng trong cái phạm luật đó, thì mình tùy theo cái mình sẽ xử như sao. Nếu mà một người ví dụ như là bị văn phòng biện lý kết tội là guilty trong cái việc mà domestic violence hay là bạo hành trong gia đình đó, thì cái chuyện đó có ảnh hưởng đến cái công ăn việc làm của mình hay là những cái chuyện xung quanh khác không? Nó có, hay là có ảnh hưởng đến cái việc mà giữ con cái hay không? Mời luật sư lên. Dạ vâng, một người khi mà bị kết tội gọi là domestic violence rồi, cho dù là tội lớn hay tội nhẹ hay là đánh mạnh hay đánh nặng gì đó, nó vẫn là cái án domestic violence. Ở sở làm họ vẫn có thể nghi kiện những người như vậy. Trong một số ngành nghề, có license mà có cái án đó thì có thể là nói không, cái license có thể bị ảnh hưởng, có những bị mất license, mất việc làm luôn là vì cái chuyện kết án như vậy. Và đương nhiên khi bị kết án như vậy họ cần phải đi học những lớp đó, khi kéo 52 tuần, họ trả tiền phạt, họ phải làm đủ thứ chuyện hết trơn. Và đương nhiên trong luật gia đình nó có cái luật là người nào đã từng bị kết án là domestic violence sẽ bị giới hạn cái quyền thăm con, giữ con luôn, coi như họ coi người đó là nguy hiểm. Thành ra phải từ từ đi để có cái phục hồi cái quyền thăm con giữa con. Một số vấn đề ảnh hưởng khác như vấn đề di trú. Người di trú họ rất là nghi kỵ những người có cái án domestic violence, đặc biệt là những người di dân mà bắt đầu đi xin thẻ xanh hay là xin vào quốc tịch. Người sở di trú rất nghi kỵ, họ coi đây cái tội rất là nghiêm trọng. Và những người có cái án đó nhiều lúc bây giờ không vào quốc tịch được, rồi không bảo lãnh vợ con được. Thành ra vợ con ở nhà chờ chồng bảo lãnh mà không biết phải giải quyết làm sao, mà bị liên hệ cái đó. Chưa nói đến chuyện là nhiều cái ảnh hưởng khác có thể xảy ra, là bị mất công ăn việc làm, rồi bị hồ sơ tương lai cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, và vì chỉ vì cái lỗi là domestic violence, là bạo hành trong gia đình. Thưa luật sư Chris Van, trong vai trò là phó biện lý của Orange County tại khu vực Fullerton đó, thì trường hợp nào thì luật sư gặp nhiều nhất? Thông thường chúng ta nghe nói chuyện bạo hành là mình cứ cho là người chồng hành hung với người vợ, người đàn ông với đàn bà. Như vậy có trường hợp nào là ngược lại là cái người phái nữ là đi hành hung với cái người phái nam không? Trong cái thời gian mà Chris trong biện lý thì chưa có gặp cái cơ hội đó, nhưng mà cũng có, Chris cũng có vài người bạn là biện lý cũng trước Chris cũng 6-7 năm đó, thì người ta cũng nói là người nữ cũng có khi có thể là quýnh người nam, nhưng mà nó không có thường bằng. Thưa luật sư Lân, nếu mà là một luật sư biện hộ như vậy thì thí dụ như là phải đem ra cái chuyện đó mà tố tụng ở ngoài tòa đó, thì bồi thẩm đoàn thông thường họ có dễ chấp nhận một cái sự kiện là một người nữ đã bạo hành với cái người bạn nam của mình không? Ở trong tòa án trong luật lệ nó không có phân biệt bạo hành có nghĩa là người nam đánh người nữ, mà cho rất là thường người nữ có thể đánh người nam, người nữ có thể hung bạo hơn người nam cũng rất là nhiều, người nam cũng có thể hung bạo rất là nhiều, nó đủ trường hợp. Và trong bồi thẩm đoàn luật sư luôn luôn cũng phải đặt cái vấn đề, luôn luôn để ý đến vấn đề đó, nhưng mà trong tòa án họ phân định rất là rõ, không có cái sự ưu tiên đặc biệt giữa người nam hay người nữ, nghĩa là bất cứ người nào cũng có thể hành hung người ta, bất cứ người nào cũng có thể làm như vậy. Và luật lệ các biện lý cũng như các luật sư biện hộ họ luôn luôn tính cái chuyện đó là chuyện rất là thường, thành nó không có cái sự ưu tiên giữa người nam hay người nữ. Một cái trường hợp như vậy là Tyler muốn đặt ra với hai luật sư đó, là ví dụ trong một cái quan hệ vợ chồng hay là bạn gái bạn trai với nhau, nếu có một người họ cố tình gây thương tích cho bản thân của mình để mà cáo buộc hay là vu khống cái người đối phương đó, họ tự gây hại đến mình, sau đó họ gọi 911, họ báo cảnh sát, thì như vậy đó, cái trường hợp đó
trong cái vai trò là phó biện lý đó, thì xin luật sư Chris cho biết là nếu mà mình bị cáo buộc như vậy, có cách nào để mình giải oan cho mình không, hay là mình tự bảo vệ cho mình? Thì cái đó cũng rất là khó, nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng có thể xảy ra Tyler. Thành ra nếu có xảy ra thì là văn phòng sẽ từ từ chậm lại, sẽ nghiên cứu cái cách mà cái tai nạn nó xảy ra. Thí dụ mà không biết, thí dụ mà cái Taylor nói là tự hại làm sao, là như là lấy cái tai tự quýnh hay sao nữa. Nhưng mà mấy cái hoàn cảnh đó thì nó cũng hơi là đặc biệt chút xíu. Thành ra cái lời nói của cái người mà tự làm đó thì có khi nó không có hợp lý cái gì nó xảy ra. Thành ra có khi là mình có thể là deduce, mình có thể investigate, mình có thể ra cái chuyện thiệt làm sao. Yeah. Vâng, nếu mà chuyện này xảy ra thì những người gọi là bị nạn nhân đó có thể phải lưu ý cảnh sát ngay. Tại vì vết cào cấu mà tự mình làm nó khác, cái vết bầm nó chảy nó khác. Và cái vết mà cắt tay, dao cắt tay mình nói là người kia cắt mình, cái vết cắt nó khác, cái đập chỗ nào nó cắt khác nhau. Và nên lưu ý cái chỗ đó thì cảnh sát phải điều tra kỹ hơn lúc mà có làm biên bản. Dạ, yeah. Một cái việc nữa, thí dụ như là chúng ta cũng đang nghe nhiều về cái chuyện mà vũ khí súng ống nên giới hạn như thế nào đó. Thì trong trường hợp thí dụ như là trong bạo hành trong gia đình, cho dù trong cái việc mà ẩu đả không có liên quan đến súng ống vũ khí, nhưng mà nhà đó có trữ ví dụ như những con dao hay là những cái súng, thì khi cảnh sát tới đó, những cái thứ đó có được giữ tại nhà không, hay là cảnh sát thông thường họ sẽ tịch thu những cái món đồ đó? Tùy theo cái lý do tại sao mà cảnh sát được kêu tới nhà hay là bị kêu tới nhà. Nếu mà trong cái phạm luật đó mà có súng dùng hay là dao dùng đó, thì tất cả mấy cái đồ đó là cảnh sát sẽ đem theo. Còn nếu mà thì không, như là giờ trong cái việc ẩu đả mà không dính tới mấy những cái món đó, thì thông thường cảnh sát sẽ không có thu những cái món vật đó để làm bằng chứng. Mà nếu mà không dùng cái đó hoặc không dùng là bằng chứng, nhưng thường thường một người bị kết án domestic violence xong đó thì thường sẽ có cái lệnh luôn thu hồi, tịch thu lại mấy cái súng của họ có luôn. Và trong những người mà bị kết án rồi đó, ở trong cái tòa án gia đình, family law court đó, quan tòa cũng ra lệnh tịch thu lại tất cả cái súng họ, cấm họ không được dùng súng luôn nếu mà họ có cái lệnh bị kết tội là domestic violence. Mà nếu mà bị buộc tội đó, anh Lân, là như là 10 năm, người ta cấm sau khi mà cái buộc tội xong rồi đó là 10 năm không có được súng. Vậy là mà trong thời gian đó mình không có thể mà sở hữu một cái súng hay là một cái vũ khí. Cái đó là rất là standard, rất là bình thường. Có nghĩa là người nào bị kết án cái đó rồi đó là tự động tòa án sẽ nói là nếu có súng nó phải giao trả lại cho cảnh sát, hay là nếu có súng nó phải nộp lại, hay là không được sử dụng súng gì trong thời gian đó. Trong vài phút cuối cùng đó thì xin mời luật sư Chris Phan trước, rồi sau đó luật sư Lân, có thể có vài một cái lời khuyên cho những nạn nhân của cái coi như là cái việc bạo hành trong gia đình. Chris chỉ muốn khuyên đó là trước khi mà làm tới cái mức mà cần kêu cảnh sát đó, thì là vợ chồng hay là thân nhân trong gia đình đó phải bình tĩnh nói chuyện với nhau. Đừng có làm tới cái mức mà cảnh sát phải cần bị kêu. Tại vì như Chris nói hồi nãy, lúc mà cảnh sát mà kêu đó là lúc đó là muộn quá rồi. Thành ra Chris chỉ khuyên là tất cả là nếu đang có cái show này thì nhớ, you know, bình tĩnh nói chuyện với nhau. Có gì xảy ra trong gia đình thì đừng có dùng cái force, cái mức nào mà cái người đó phải buộc tay phải kêu cảnh sát. Thì bạn, tôi đồng ý với Chris Phan, cái bạo hành trong gia đình là một cái vấn đề nghiêm trọng trong xã hội. Mọi người cần phải ý thức trong vấn đề đó, phải quyết định trước với mình là không bao giờ được đụng chạm đến thể xác người khác. Cãi nhau bao nhiêu thì cãi, chửi nhau bao nhiêu cũng được, la hét bao nhiêu cũng được hết. Đừng có đụng chạm đến cái người kia. Cái quan trọng là tại vì mỗi lần mà đụng sơ hở một chút xíu thôi là cái hậu quả nó rất khó lường được trước, vì cái hậu quả của chuyện đó chỉ đụng nhẹ thôi cũng có thể là vấn đề. Xin cảm ơn hai vị luật sư. 15 phút vừa qua, quý khán giả đã theo dõi chương trình Step Into the Mainstream dòng chính với sự góp mặt của Tyler Diệp, luật sư Chris Phan và luật sư Nguyễn Quốc Lân. Xin hẹn quý vị lại vào chương trình tuần tới vào ngày thứ ba. Cảm ơn quý vị. Và chương trình này một lần nữa được bảo trợ bởi The Garden Casino.